tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ cẩn thận bị lừa mất tiền vì thiếu sự hiểu biết. Bước sang tháng Tân Hợi, những chủ rắn càng ham làm giàu lại càng dễ rơi vào cái bẫy mà người ta đã vẽ ra, có vẻ rất hợp tình, hợp lý với bạn. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ có phần lung lai, việc hoàn thiện một công việc từ đầu đến cuối không phải là điều mà bạn ưu tiên hay quan tâm hàng đầu vào lúc này. Sự hấp dẫn của những cuộc vui đua luôn có sức ảnh hưởng lớn với bạn. Đây chính là lý do mà sự nghiệp của những chú rắn có phần không ổn định hoặc thay đổi nhiều ngành nghề khác nhau. Nhiều người muốn thay đổi công việc, bạn cũng có thể sẽ thiên về những công việc mang tính chất làm tự do, cá nhân như tự khởi nghiệp. Ảnh hưởng của đại hao nên tiền cử thể đội nón ra đi với rất nhiều lý do có thể nói như cưới hỏi ma trai sinh nhật. Đó là chưa kể bạn bị lừa số tiền lớn chỉ vì cả tin thiếu hiểu biết. Thay vì sống vội như trước thì người tuổi tỵ nên sống chậm rãi, khoan thai và không vội vàng để có cơ hội tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nguyệt lệnh tử cho thấy những chủ rắn rất vất vả, tự mình cản đảng mọi việc và hiểm khi có sự giúp đỡ nào đó. Do đó nếu có gì thì nên chủ động tìm cách giải quyết, đừng đợi ai đó chỉ vì họ cố hứa hẹn, ầm ừ rồi có cho có với bạn mà thôi. Sức khỏe cũng có vấn đề khiến bạn cần quan tâm vào tháng này nếu không thì cũng là bệnh của người già, trẻ con trong nhà khiến bạn mệt mỏi và tiêu tốn tiền bạc. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi tỵ qua từng phương diện của cuộc sống. Một Luận về phương diện sự nghiệp Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 cho thấy những chú rắn không thừa nhận những lỗi lầm của bản thân thì càng có nguy cơ không được đánh giá cao trong công việc của mình tinh thần làm việc của bạn mệnh trong tháng này có dấu hiệu sao nhãn do có tính cả thèm trống trảng bạn có thể sẽ nhảy sang bất cứ dự án mới nào mà mình cảm thấy hưởng thú mà bỏ mặc nhiệm vụ hiện tại của bản thân Tinh thần cạnh tranh không hẳn là một điều xấu bởi vì mọi người luôn cần sự khẳng định bản thân. Thế nhưng nếu thái quá thì có nghĩa là bạn thiếu đi sự khiêm tốn nhã nhặn cần thiết. Ngoài ra trong cách giao tiếp với mọi người nhớ tránh hiểu lầm kẻo xảy ra những xung đột không đáng có. Nếu có thể nên giúp đỡ nhau trong công việc thì càng tốt. Bản mệnh được xem là người có đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực lại thảo phát. Thế nhưng bạn đừng quá tự phụ vì sự thông minh của mình. Điều đó chưa đủ để đảm bảo có hạnh phúc và giàu có. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, nhưng không phải ai thông minh cũng giàu hay hạnh phúc. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi tỵ không thực sự khởi sắc, nhất là những ai cố tình gian dối trong làm ăn, thì lúc này lạnh hậu quả nặng nề. Khi không còn ai muốn hợp tác, cũng là một số đơn đặt hàng. Các hợp đồng lần lượt giảm sút đáng kể, đừng than mình tại sao mãi nghèo nữa hãy thực sự hành động trước tiên là kiếm thêm số tiền nhỏ và tìm cách gia tăng dần theo thời gian trong thời đại có sự giàu có bạn phải dùng cái đầu để kiếm tiền bởi nếu dùng tay chân mà không dùng trí óc thì chỉ là công cụ và nô lệ của người có đầu óc người tuổi tỵ bước sang tháng mới nhận ra rằng muốn kiếm nhiều tiền phải biết lựa chọn. Sự lựa chọn chính của bản mệnh là con đường kiếm tài lộc. Không biết lựa chọn, bạn sẽ mất đi phương hướng, từ đó tiền bạc cũng vụt khỏi tầm tay. Ba. Luận về phương diện tình cảm, sóng gió trong chuyện tình cảm giữa hai người là điều khó tránh khỏi khi mà ở bên nhau lâu hai người sẽ thường xuyên nảy sinh những bất đồng tử hành xung xuất hiện trong tháng này nhắc nhở bản mệnh cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói nếu không muốn tình cảm rạn nứt thêm ngược lại chiến tranh lành cũng rất dễ nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn đây là thời điểm bạn thể hiện những suy nghĩ của mình một cách tích cực và chủ động hãy xem thái độ của đối phương và đừng quên điều chỉnh cách cư xử với họ nếu một căng thẳng nào đó xuất hiện thì bạn cũng có lỗi trong việc này đấy. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này có dấu hiệu bạn hay bị ốm vặt hơn một phần là do thời tiết hoặc cũng có thể là do sức đề kháng của bạn bị giảm sút Để tăng cường việc ăn uống và uống đồ ấm, hạn chế uống những đồ lạnh, ưu tiên ăn những hoa quả theo mùa sau nguyệt mã di chuyển nên cẩn thận trong việc di chuyển đi lại có điểm tai nạn bất ngờ ở tứ chi hai tay hai chân khi đi lại phương tiện giao thông bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian để có giấc ngủ trưa giấc ngủ trưa giúp bạn có thể tái tạo lại năng lượng sau nửa ngày làm việc và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 10 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi quý tỵ mệnh thủy, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Mọi tiến triển không diễn ra một sớm một chiều, hãy tiếp tục cố gắng. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi mão tuổi dân, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 2. Tuổi ất tỵ mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Nên lựa chọn cách thức làm việc hiệu quả cao hơn. Quý nhân phù trợ tuổi hài tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. 3. Tuổi đinh tỵ mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết. Thu nhập chỉ cải thiện khi bạn biết cách cân đổi lại thời gian trước đã. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 4. Tuổi kỷ tỵ mệnh mộc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Nhớ giữ mồm giữ miệng, cẩn thận lời mình nói ra. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi sửu tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi hoài, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu cam. 5 tuổi tân tỵ mệnh kim nam sao thái bạch nữ sao thái âm khổ huyết hãy hoàn thành với mục tiêu của mình đã đề ra quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi ngọ tiểu nhân tuổi mùi tuổi thân màu sắc may mắn màu hồng màu tím